Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Và ngày hôm nay thì cửa hàng xin tiếp tục giao lưu và gửi đến các bác một bộ sưu tập gồm rất nhiều những mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đang có sẵn tại cửa hàng. Trước khi vào video ngày hôm nay thì cửa hàng xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới với thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Đặc biệt là chúc các bác sẽ có những phút giây thật là thư giãn khi mà theo dõi video của kênh Đồng Hồ Thụy Sĩ Nga Nhật ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi các mẫu đồng hồ cơ cổ đang có sẵn trong video ngày hôm nay ạ. Mẫu đầu tiên mang đến cho các bác đó là một em Gruen, thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ này. Đây là một phiên bản Gruen, phiên bản được sản xuất đặt hàng riêng dành cho cái hãng nước ngọt Pepsi này. Các bác có thể thấy là cái logo biểu tượng của thương hiệu nước ngọt Pepsi được khắc in rất là nổi bật trên tại cái vị trí ô lọc 6 giờ này, nó cái phần kim cọc độc đáo. Kim có dạng quang nha. Vỏ vàng còn rất là sáng và nguyên vẹn. Với size mặt là 34. Size 34 không tính đốm các bác ạ. Đây là phần vỏ vàng nha. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Mặt đáy thì ở đây có khắc tên thương hiệu Gruen này, đáy inox. Đối với một chiếc đồng hồ cổ thì cái sợi mặt 34 rất là dễ đeo rồi. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây là phần mặt của chiếc Gruen này. Nó chạy bộ máy cơ lên dây 17 dân kính. Tình trạng máy hoạt động tốt. Trên này nha, giao lưu với các bác này. Mã là G20, giá 1.880.000. Em qua mẫu thứ hai, một chiếc bốc tốc quân đội. Đây là một mẫu bốc tốc sản xuất dành riêng cho lính Hồng quân Liên Xô. Với cái màu mặt là màu nâu các bác ạ. Và cái form mặt được thiết kế, các bác có thể tưởng tượng luôn đến cái kiểu vỏ của quả dưa gang đấy các bác. Nó rất là chất luôn. Em này thì sở hữu một chiếc kim cổ ngỗng, kim dây cổ ngỗng này. Đó. Cọc số trải tia, niềng băm, vỏ thép. Mặt đáy thì sẽ có khắc tên thương hiệu Bostock. Đây là một cái dòng máy được sản xuất dành cho quân đội. Cho nên là cái phong cách nó rất là nam tính và khoắn. Độ chính xác giờ cũng cực kỳ là cao luôn. Em này thì có size mặt là 37 nha. Size 37 không tính núm. Một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Mang tính chất sưu tầm rất là cao. Các bác nào mà yêu thích những cái dòng máy dành cho quân đội này, muốn sưu tầm thì các bác hãy nhanh tay nhắn tin về số điện thoại Zalo của cửa hàng. Số 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Mã của chiếc này là H213 này. Giá sưu tầm chỉ có 880.000 thôi ạ. Máy cơ lên dây nha các bác, 17 chân kính, 880.000 thôi ạ. Một mức giá rất là bình dân để cho các bác có thể sở hữu ngay cho mình chiếc đồng hồ cổ tuyệt đẹp như vậy. Rồi, một chiếc Rado, thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ này. Dòng máy Rado thì chắc là các bác cũng khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là một em Rado với cái phần vỏ bên ngoài cũng như là phần mặt còn giữ được độ mới cực kỳ cao luôn nha các bác. Vỏ thép không gỉ. Mặt đáy, dây khóa là zin nguyên bản toàn bộ 100% luôn. Đó. Đốm zin. Phần mặt rất là sáng nha, không hề có một chút hao mòn của thời gian nào. Cọc số nổi một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Size ngang 36 và size dọc của em này là 41. Đó, chạy bộ máy cơ tự động. Cơ tự động nha, lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Form cực kỳ chất luôn. Em này thì không có điểm gì để mà chê được. Quá là đẹp luôn này. Gọi là như mới. Như mới luôn đấy các bác. Em này nếu như mà tính về cái độ mới thì chắc phải đến 98% luôn. Bạn nào quan tâm đến mẫu này, muốn ra sưu tầm thì chốt đơn cho em nha. Mã là G14 này, giá 2.880.000. G14 giá 2.880.000. Trên tay em đây đang là một chiếc mẫu, một mẫu Bulova cổ điển. Thương hiệu đồng hồ Bulova, một thương hiệu lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Rất là lâu đời rồi. Em này là một cái phiên bản được sản xuất vào đầu những năm thập niên 60.
60 thì các bác tính nhầm đến ngày hôm nay thì đã gọi là hơn 60 năm rồi các bác ạ. Chiếc đồng hồ sản xuất hơn 60 năm thế nhưng mà vẫn còn hoạt động rất là tốt nha. Em này là cái dòng máy self-winding, cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay. Phần mặt thì nổi bật với hai trục tung hoành ngang dọc này. Mặt em này thì đã lên vết dầu, vết mốc mốc một chút thì của thời gian rồi. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Và điểm ý nghĩa nhất của chiếc Bolova này thì đây là một cái phiên bản kỷ niệm của hai người yêu nhau, người ta tặng tặng cho người người ta tặng cho cái người yêu của mình và có khắc luôn ở trên đây này, ngày kỷ niệm 2 năm tháng 12 năm 1964. Đó. Đây chính là cái điểm nhấn của chiếc đồng hồ này. Một phiên bản kỷ niệm rất là ý nghĩa. Tên thương hiệu Bulova được khắc ở đây, cơ tự động và có hỗ trợ cơ có tay này. Nốm zin. Đó, bốn chân càng cua, thiết kế form dáng độc đáo. Size mặt 33. Chuẩn phong cổ luôn các bác ạ. Không tính nốm nha, size 33. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây là phần mặt của chiếc Bulova này. Đó. Với phần mặt đó, siêu đẹp. Thiết kế độc đáo. Đã có những vết thời gian in hằn ở trên cái phần mặt như thế này. Đây là một mẫu Bulova cực kỳ là ý nghĩa để cho các bác có thể sưu tầm nha. Mã là H178 với giá là 2 triệu 180 nghìn là các bác có thể sở hữu cho mình em Bulova này rồi. H178 giá 2 triệu 180 nha. Alius, một chiếc đồng hồ cổ thương hiệu Alius hiện tại thì đã ngừng sản xuất rồi. Đó, cho nên là đây là một trong những cái mẫu hiếm hoi còn lại của thương hiệu này. Bác nào muốn sưu tầm thì nhắn tin trực tiếp về cho cửa hàng nha. Đó, trên phần mặt thì nổi bật nhất đó là cái phần kim gió này, kim dây, cọc số học trò. Đây là cái thiết kế đời đầu của những cái dòng máy Thụy Sĩ đấy các bác. Phiên bản cái phần mặt này là thiết kế đời đầu nha. Vỏ thép không gỉ toàn thân, mặt đáy cũng có khắc tên thương hiệu này. Các bác nhìn mấy chục năm rồi nhưng mà cái chất liệu và vỏ bên ngoài vẫn còn lưu giữ được cực kỳ tốt như thế này. Size mặt là 33. Size 33 không tính núm. Máy co lên dây với 17 chân kính này. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Chiếc này thì có mã là H221. Giá sưu tầm chỉ có 1 triệu 080 nghìn thôi. Đó, thì mời các bác cùng giao lưu nha. Tiếp tục một chiếc Hamilton Thụy Sĩ. Thương hiệu Hamilton, một thương hiệu lâu đời, cổ điển và rất là nổi tiếng này. Hai kim rưỡi mặt bao công, cọc số học trò nổi bật. Vỏ vàng nha. Em này bọc vàng 10K gold fill. Đó, lớp vàng còn sáng và rất là đẹp. Đáy này, đáy inox. Sở hữu size mặt 32. Size 32 không tính núm. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Chiếc này còn giữ được độ mới cực kỳ tốt. Mặt sáng bóng, sáng soi gương được luôn ấy. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Nguyên bản chính hãng của Hamilton Thụy Sĩ. Em này các bác có thể sưu tầm với giá 1 triệu 480 nha. Mã sản phẩm là G15. 1 triệu 480 nghìn, mã G15. Tiếp tục một chiếc Sando. Dòng máy cổ sưu tầm cho các bác này. Em này là một chiếc Sando dáng tanh. Với phần mặt là một bức tranh. Bức tranh cổ của châu Âu xưa này. Rất là đẹp. Em này là được cái bức tranh này là được khắc bằng vàng luôn các bác nha, được khắc bằng vàng luôn, vàng nổi luôn ấy, rất là cái nó rất là tinh xảo luôn các bác. Người người làm ra cái người chế tác rất là tỉ mỉ trong cái việc mà làm nên cái bức tranh của phần mặt đồng hồ này. Đó, cọc số học trò, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng hồng. Mặt đáy này có khắc tên thương hiệu và biểu tượng của hãng Sando. Swiss, Thụy Sĩ. Size 3, size 28. Đó, em này size 28 nhá. Máy cơ lên dây.
đeo lên tay cho các bác xem thử này. Đây là một chiếc sandal 2 kim các bác ạ. 2 kim. Hoạt động rất là tốt. Chạy chuẩn giờ. Em này có giá là 1.380.000 nhá, mã là H242 này. Qua mẫu tiếp theo một chiếc Technos. Technos Thụy Sĩ, thương hiệu rất là nổi tiếng. Đây là dòng máy Technos Skyline với màu mặt xanh rất là đặc trưng của dòng Skyline này. Cọc số nổi, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Đặc biệt em này còn giữ được cái phần vỏ bên ngoài sáng bóng gần như mới luôn đấy các bác. Mặc dù là một chiếc đồng hồ cổ nhưng mà để mà giữ được cái form mặt thân vỏ nó mới choang như thế này thì khá là hiếm gặp nha các bác. Rất là khó để tìm được một chiếc đồng hồ mà còn giữ được cái tình trạng mới, độ mới cao như thế này. Đó, vỏ thép không gỉ toàn thân. Mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu và biểu tượng Technos này. Nốm zin. Size mặt ngang là 35 và size dọc là 40. Đó. Bốn chân càng độc đáo. Em này là dây khóa linh kiện nha. Máy câu tự động. Câu tự động nguyên bản của đồng hồ Technos. Chiếc này nha, mã là G26 này. Giá 2.880.000. G26 với giá là 2.880.000 này. Mẫu tiếp theo một em Paqueta, đồng hồ Liên Xô. Paqueta quân đội. Rất là đẹp luôn. Em này cọc số học trò, form dáng mang đặc trưng cái tính cách, phong cách của những cái dòng máy quân đội Liên Xô cũ. Size mặt 37, một form mặt lớn. Có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Máy cơ lên dây. Miếng thép đen. Đó, vỏ bên ngoài sẽ bọc thép không gỉ nha. Chiếc này còn giữ được độ mới rất là cao luôn. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Cái dòng này là quân đội Nga chắc là làm để gửi tặng cho lính hoặc là những cán bộ cấp cao, cho nên là được giữ gìn cực kỳ tốt luôn. Đó. Mặc dù là mấy chục năm rồi nhưng mà không hề có một chút hao mòn của thời gian nào xuất hiện ở đây. Máy cơ lên dây nha các bác. Tình trạng máy chạy tốt. Và giá của em này thì cực kỳ là bình dân, chỉ có 1.180.000 thôi. Mã sản phẩm là G1 nha. Tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc Caravan. Thì các bác biết Caravan là một trong những cái nhánh của thương hiệu đồng hồ Bulova. Đó, đây là một mẫu Caravan phiên bản kỷ niệm năm 1981. Đó, rất là đẹp luôn các bác ạ. Em này mặt kính zin sáng, sáng kiểu sáng trong luôn ấy. Cái mặt kính xịn của nó nhìn một phát là nó khác biệt ngay. Mặt kính gọi là sáng trong vắt luôn. Cọc số chảy tia và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Và điều đáng tiếc nhất của em này thì chính là cái phần mặt phía dưới này thì hơi có vết lên dầu của thời gian một tẹo. Tuy nhiên thì nó cũng không làm ảnh hưởng mấy đến cái chất lượng của phần mặt. Mặt rất là sáng trong vắt, cực kỳ đẹp luôn. Đó, vỏ vàng đã có vết xước răm theo thời gian này, đã có vết thời gian in hẳn ở đây một chút xíu. Đó. Mặt đáy này thì có khắc một dòng chữ kỷ niệm năm 1981. Đó. Hơn 40 năm rồi các bác ạ. Hơn 40 năm để mà giữ được một chiếc đồng hồ đẹp như thế này. Size 34, không tính núm. Form dáng dày dặn nam tính. Lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây là phần mặt của chiếc Caravan này. Đó, chốt đơn cho em. Mẫu này với mã là H171, giá 1.980.000 nha. Tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc Paqueta Liên Xô. Em này là một chiếc Paqueta với mang cái phong cách rất là chất của quân đội Liên Xô cũ. Đó, mặt là xanh tím than với những vết lấm tấm vàng rất là đẹp. Cọc số nổi này,
vỏ bên ngoài là vỏ vàng nhá. Bọc vàng au 12.5 này. Có chuyện luôn ở trên phần vỏ. Size mặt ngang 36.4 và size dọc 41. Ngang 36 dọc 41 nha. Form dáng mặt là form vuông cạnh bầu. Đó, vỏ vàng đáy inox, máy cơ lên dây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đó. Đây là mặt của chiếc Paqueta này. Rất là đẹp nha. Hơi vết thời gian một chút xíu tại những cái vị trí cạnh viền này. Tuy nhiên thì nó không thể nào làm ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp của chiếc Paqueta cổ điển này được. Rất là phong sương. Mã là H188 nha. Giá của em này là 1.580.000 này. Tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc Edux, thương hiệu đồng hồ cổ và nổi tiếng của Thụy Sĩ trong cái phân khúc đồng hồ cao cấp. Đây là thuộc dòng chung nha, thuộc dòng chung của những cái dòng máy cao cấp này. Thương hiệu đồng hồ Edux này thì được ra mắt vào đầu những năm 1884. Đó. Với màu mặt hai màu xanh và vàng là nổi bật lên phần mặt của chiếc này. Rất là nổi bật. Cọc số vàng, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Đó. Mặt đáy thì sẽ có khắc biểu tượng của thương hiệu này nha. Đây là phần đáy này. Với size mặt ngang là 36 và size dọc là 41. Một mẫu Edux máy cơ tự động. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Chiếc này thì các bác có thể giao lưu sưu tầm với giá là G25, giá 2.080.000 nhé. G25 giá 2.080.000. Ponzot máy cơ lên dây 23 chân kính các bác ạ. Một chiếc Ponzot với form mặt tràn viền. Đó, mặt trắng, cọc số chấm bi, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng nha, bọc vàng au này. Hơi vết thời gian một chút xíu, nhưng mà cũng còn rất là đẹp. Mặt sáng bóng luôn. Đáy inox. Cái form mặt của em này thì nó rất là cao. Cái thành mặt cao ấy tạo cho chiếc đồng hồ nó có một cái chiều sâu nhất định. Rất là đẹp luôn. Size 36 nha. 36 không tính núm. Máy cơ lên dây 23 chân kính các bác ạ. Em này là máy cơ lên dây 23 chân kính. Đối với cái size mặt 36 thì bác nào có cổ tay 19 đổ xuống là lên tay thoải mái này. Rồi trên này có mã là G21 nha. Giá 1.680.000 này. Mẫu tiếp theo mang đến cho các bác một chiếc Rado. Em này với cái màu mặt xuất sắc luôn các bác ạ. Màu mặt xanh tím. Xanh kết hợp cùng với cái màu tím ấy, rất là đẹp. Trông cực kỳ là huyền bí. Cọc số nổi, một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ thép không gỉ toàn thân. Nốm zin này. Mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa. Đó. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây là phần mặt của chiếc Rado này. Đó, với bộ máy cơ tự động. Rất là đẹp, chiếc này còn giữ được độ mới cực kỳ cao luôn. Rồi nha, chiếc này các bác chốt đơn với mã là G10, giá 2.880.000 ạ. Em qua mẫu nha, mang đến cho các bác một chiếc Bose Basics máy cơ lên dây 17G của đồng hồ Thụy Sĩ này. Em này có phần mặt rất là đẹp luôn các bác ơi, mặt với các thiết kế họa tiết nổi xung quanh phần viền, cọc số học trò, kim cọc vàng. Vỏ bên ngoài của em này cũng là vỏ vàng nha.
Ở cái em đồng hồ này thì còn có chữ Wismake là khắc triện luôn ở trên phần vỏ nữa. Không biết là các bác có thể nhìn thấy những cái họa tiết nổi được khắc trên cái phần vỏ, trên phần mặt không? Họa tiết nổi khắc rất là đẹp nha. Đáy inox này, em này đáy kiểu bát úp. Ở đây thì có ghi là vỏ bọc vàng 50 carat. Nhưng mà cái phần vỏ của em này rất là đẹp, không hề có một chút hao mòn nào nha. Vỏ sáng tuyệt đối luôn, size 33. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Máy cơ lên dây 17G, mặt trắng nổi bật. Em này có mã là G16 nha, giá 1.580.000 này. G16 với giá là 1.580.000. Tiếp tục một chiếc Raketa. Raketa của đồng hồ Liên Xô. Mặt huyết rất là đẹp. Cọc số chạy tia. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ vàng. Hơi lấm tấm vết thời gian xuất hiện ở trên phần vỏ này thôi. Form dáng dày dặn. Size mặt ngang là 37 và size dọc 45. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Form rất là chất luôn, kết hợp cùng với màu mặt đỏ huyết, đậm sắc nét như thế này nữa. Chiếc này có giá là 1.280.000 nha. Mã sản phẩm là G28 này. Mẫu tiếp theo một chiếc Paqueta. Em này lại là một chiếc Paqueta với màu mặt nào, nâu cà phê các bác ạ. Cọc số chảy tia. Một ô lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ này. Vỏ vàng còn nguyên vẹn và rất là sáng nha. Đó. Phong cách nam tính, khỏe khoắn, size ngang. Size ngang của em này là 37. Dọc 37,5 gọi là 38. Nếu tính cả chân càng sẽ là 45. Máy cơ lên dây. Tình trạng hoạt động tốt. Phong cách nam tính khỏe khoắn. Em này có giá 1.580.000 này. Mã G13 nha. Tiếp tục một chiếc bốc tốc quân đội. Cái này mà các bác nào mà yêu thích cái dòng máy thể thao, thích quân đội một chút thì các bác chắc chắn là sẽ rất là muốn sở hữu cái em này đây. Đây là một mẫu box top rất là chất luôn. Góc chính diện đây thì các bác có thể thấy cái hình ảnh vẽ một hình biểu tượng chim đại bàng nằm ngay chính giữa phần mặt. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ, niềng thép thể thao xoay được nha. Vỏ bên ngoài của em này thì sẽ là vỏ vàng. Đây là cái dòng mà bốc tốc phiên bản đời thứ hai đây. Mặt đáy có khắc biểu tượng mặt trời mọc trên biển Đông với những cánh chim Hải Âu. Sắc nét luôn. Núm cổ chai. Đó. Cơ lên dây nha. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ. Size khủng luôn. Em này size 39 nha. Size mặt 39, máy cơ lên dây. Phong cách nam tính và rất là chất, năng đậm cái phong cách của những cái dòng máy quân đội châu Âu. Để sở hữu em này các bác chốt đơn cho em ạ. Giá thì rất là bình dân thôi, 1.380.000 là các bác có thể sở hữu ngay cho mình em box stock này thôi. Chốt đơn mã G24 nha, giá 1.380.000 này. Tiếp tục một chiếc Stelco. Máy cơ lên dây 17 chân kính của đồng hồ Đức. Đây là một chiếc Stelco với mặt hai màu các bác ạ. Trắng và xanh ngọc. Các cọc số thì được chạm khắc rất là độc đáo. Khỏe khoắn. Size mặt cũng khá là lớn đấy. Em này có size đến tận 35 cơ. Size mặt 35. Vỏ vàng còn giữ được độ mới rất là cao. Nguyên vẹn nha. Núm zin logo này. Đáy inox. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây là phần mặt của chiếc này.
Đó, tình trạng hoạt động tốt. Mã là G18, giá 1.880.000 nha. Và thời gian của kênh đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video cuối tuần ngày hôm nay. Chúc các bác sẽ tìm được cho mình một mẫu đồng hồ ưng ý nhất. Và đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên là ấn vào nút đăng ký màu đỏ em đã để phía dưới video này, để mỗi khi cửa hàng lên sóng những mẫu đồng hồ mới thì các bác có thể đón xem được một cách sớm nhất nha. Mọi thông tin chi tiết thì vui lòng chốt đơn cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.